10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, online. Hello, hello, Kỳ Duyên xin chào các bạn. Đây là giờ ăn trưa, nên là nếu các bạn rảnh thì các bạn hãy bật livestream lên, vì Kỳ Duyên có rất nhiều những cái đặc biệt để muốn cho các bạn thấy. Nếu mà các bạn đang coi livestream thì làm ơn thảy tim, thảy like để cho Kỳ Duyên biết là các bạn đang coi đi. Có ai vô coi chưa? Có đông người coi chưa? Bắt đầu có thì Kỳ Duyên mới bật mí là hôm nay Kỳ Duyên đi đâu mà làm gì trong buổi ăn trưa hôm nay. Có đông người vô chưa mình? Yay! Thưa quý vị, thì bây giờ Kỳ Duyên đang nói là Kỳ Duyên đang đứng ở trước một cái dự án mới của công ty Hưng Thịnh. Quý vị biết là công ty Hưng Thịnh là một cái công ty mà Kỳ Duyên đã là khuôn mặt đại diện từ những năm đầu tiên khi Kỳ Duyên mới trở về Việt Nam làm việc. Và cứ mỗi lần mà công ty Hưng Thịnh ra một cái dự án, Kỳ Duyên định đầu tư. Vì tất nhiên mình là người mẫu thì mình cũng được cái giá rất là tốt. Nhưng mà cứ bao giờ về định đầu tư thì đều bán hết sạch rồi. Nhưng mà hôm nay là công ty Hưng Thịnh có một cái dự án mới ở Biên Hòa. Kỳ Duyên mới tới đây để coi nhà mẫu. Thành ra Kỳ Duyên mời quý vị đi vào hỏi chuyện và coi nhà mẫu với Kỳ Duyên luôn. Và Kỳ Duyên phải mua mau chứ không thôi lại mất hết như lần trước. Và các bạn đi vào coi nha. Come in. Hello. Dạ mời chị. Chào em. Dạ em chào chị ạ. Dạ em tên là gì? Dạ em tên là Lê Nhớ. Dạ Lê Nhớ, tên này dễ nhớ lắm. Dạ. Thì cái tiếng đường của mình đi xuống dưới đây thì có xa quá không chị? Không, chị đi buổi sáng, chị đi giờ kẹt xe. Thì từ Sài Gòn xuống đây có khoảng chừng 40-45 phút. Mà cái này nó ngay, cái này xa lộ gì ạ? Ngay mặt tiền xa lộ. Dạ, đây chính là mặt tiền xa lộ Hà Nội. Cũng wow. Là một cái vị trí là rất là đẹp khi mà dự án của mình tọa lạc ở đây. Đúng rồi chị, dạ. Cái đường rất là lớn và vào gặp ngay. À, dạ, đây rồi. Là nhà mẫu của bên dự án viên hả? Biên Hòa Universe Complex. Universe Complex. Dạ, ok. Dạ. Wow, mình có tới mấy tháp lận em? Dạ. Thì hiện tại ở đây á thì mình có là 7 tháp. Dạ. Ok. Quy mô ở đây của mình á là dự án tổng thể hết đây luôn á. Là gần là 3 hecta. Wow. Mỗi lốc như vậy á là chị biết chị khoảng bao nhiêu tầng không? Là từ 24 cho đó là 29 tầng luôn đó chị. Wow. Dạ. Cái vị trí của chị em mình đang đứng á, đây là vị trí này. Đây là cái xa lộ Hà Nội là đây, ok rồi. Cái tuyến đường này là tuyến đường xa lộ Hà Nội, là sẽ là 60m. Rất là rộng lớn cho cái thuận tiện trong cái việc giao thông của ở đây. Xe còn hơi. Cái vị trí của mình đứng ở đây là cái vị trí là sau này sẽ là một cái quảng trường nhạc nước, sẽ là một cái sôi động cho cái buổi tối á. Đẹp sẽ, quá. Đèn lên sẽ rất là lung linh luôn á. Wow. Ủa chị thấy ở dưới này là mấy cái shop hả em? Là cửa hàng? Dạ, dạ đúng rồi. Thì mỗi lốc như vậy á là từ 24 cho tới là 29 tầng. Từ tầng 1 cho tới tầng 2 mỗi khu á sẽ là có trung tâm thương mại. Ok. Khi mà chị nhìn vô đây á thì chị thấy có một cái màu sắc nó rất là nổi bật không? Chị thấy nguyên một cái đường hoa hồng này là... Nhưng mà hoa hồng này là để thôi hay là mai mốt mình trồng thật? Dạ không chị, đây chính là hoa sẽ... Khi mà dự án của mình hình thành á, là sẽ thật 100% luôn. Wow. Là hoa kèn hồng. Đây cũng là một cái chủ trương của bên chủ đầu tư đưa ra nhằm cho một cái mảng xanh của dự án của mình á. Khi mà đứng lên nó sẽ rất là xanh và đẹp luôn cho mình khi mà mình an cư tại nó lên đây. Hết sảy. Dạ, và em cũng xin giới thiệu thêm cho chị luôn nha. Là khi mà mình ở trên tầng 5 nè với lại tầng 7 thì ở đây lại mình có một cái skydeck là một cái khuôn viên công cây xanh ở trên đó nữa. Wow. Dạ. Như là sky terrace là ra ngồi mà buổi chiều mà đọc sách hay là thư giãn là hết sảy ha. Dạ. Nhưng đúng mà chắc chắn mà những cái mà dự án của Hưng Thịnh là chắc chắn phải có hồ bơi, phòng tập gym, chợ búa gì không? Cái đó thì tất nhiên là dự án nào bên Hưng Thịnh cũng phải có hết trơn rồi. Đó là một trong những là cái tiện ích mà chủ đầu tư muốn dành cho là cư dân ở đây. Thì ở đây sẽ là có hai cái hồ bơi. Một hồ bơi là khoảng 500m² và một hồ bơi là 300m². Nhưng mà điều đặc biệt là hồ bơi tràn bờ nha chị. Thì giúp cho mình á là mình có thể là tắm này hoặc là nói chung là mình bơi lội mà dành cho những người yêu thích bơi lội. Chỗ nào đâu? Em mời chị qua đây ạ. Dạ, đây. Tràng bờ là tiếng Mỹ nó gọi là infinity pool đó, là nó sẽ rất đẹp hơn, không phải nhảy xuống hồ nước phải không? Dạ đúng rồi. Đẹp quá. Dạ.
Còn bên đây là khu khu thể thao nè. Nếu như mà giờ nay những thích chơi bóng rổ thì mình sẽ chơi bóng rổ. Và đặc biệt là chú trọng của cái dự án này là muốn dành cho cư dân của mình là một cái mảng xanh. Thì khi mà cư dân sống ở đây thì cả một cái khuôn viên công xanh như thế này thì những người trung niên thì người ta hay thích dạo bộ. Đi bộ. Và tất nhiên là đi bộ trong này sạch sẽ và an toàn. Tại vì tất nhiên là mình sẽ có bảo vệ đầy hết khu này phải không em? Còn điều mà chị có quan ngại khi mà mình ở một cái nơi mà bị kẹt xe mà gửi xe phải là đúng rồi tất nhiên đó là một cái đi ở đâu mà ở trong Sài Gòn là cái chỗ đậu xe là khó khăn nhất. Nhưng mà ở đây thì chị an tâm đi, bảy lóc như thế này thì một khối ở dưới chỉ là một tầng hầm giữ xe thôi. Cả đó nên là mình sẽ thích hợp cho việc mình để xe nè, rồi mình đi thang máy lên thẳng lên trên phòng mình, lên trên lạp phòng luôn. Và tất nhiên là an toàn là mỗi tầng mình phải có một cái như là cái thẻ, chứ nó chỉ cho mình lên tầng mình thôi phải không em? Chị đang hỏi về cái về là an ninh của dự án đúng không? An ninh đúng rồi. Cái đó là cái cần thiết nhất, Cái vấn đề về an ninh thì chị an tâm đi, tại vì bên đây em là an ninh tới 3 lớp lận. Vì là bảo vệ nè, camera nè, và thẻ từ nữa. Khi mà mình lên nhà có thẻ từ thì mình mới lên ngay cái đúng cái căn hộ của mình được. Vậy thì cái đó là cái chị thích nhất, đó là tại vì ở bên Mỹ về đó là chị chỉ thích ở căn hộ, là tại vì nhất là những người mà đi về như chị mình ở nhà đất, rồi lúc mình đi mình không có ai trong nhà, phải khóa cửa, và mình cứ sợ là ví dụ như là hàng xóm biết là mình đi vắng lâu ngày đó thì có thể mà trộm cắp nó vào. Còn ở những cái căn hộ như vậy thì chị cảm thấy rất là an tâm, tại vì đi rồi mình khóa cửa, và ở nhiều khi ở trong cái căn của mình chị quên khóa cửa cũng không bao giờ có ai vào. Em chỉ thấy là tại sao ở đây nó mình không xây liền mà nó có những cái khe hở ở giữa cái nhìn hai nhà đó. Cái này em cũng tính chia sẻ với chị luôn á, là cái khe này là giống như là một cái giếng trời ở dưới đây này đi lên nè chị, là để là cũng là cái thiết kế để cho đón gió đón nắng nên là mình ở dù cái căn hộ nào cũng vậy chứ mình cũng sẽ được nắng với là gió, là tạo một cái không khí rất là trong lành khi mà mình ở đây. Là nó có hai cửa, một cửa là như cửa balcony mình mở cửa, rồi một cái cửa bên hông thì mở là gió lùa vào. Như vậy rất là thông minh, vì chị biết có nhiều căn hộ đó chị vào chị đi ngang qua thì nhà nóng có balcony nhưng mà họ phải mở cái cửa chính của họ để cho nó có gió lùa. Đâm ra mình đi hàng lang mình nhìn vào mình thấy nhà người ta ngồi. Còn ở đây cái cửa nó bên hông và nó là cái cửa của mình thì không có ai nhìn vào nhà mình hả? Hay quá. Với lại là khi mà mình ở đây nè chị thì cái mật độ xây dựng của bên dự án mình chỉ có 30% thôi, còn lại là toàn lại khuôn viên là một cái mảng xanh. Khi mà mình ở trên những cái tầng trên mình nhìn xuống một cái cảm giác xanh giống như là ập vào mình cảm thấy tươi mát hơn luôn á chị. Đẹp quá. Nhưng mà mình đi qua đó đi chị. Nhưng mà bây giờ cái mà chị muốn coi nhất là cái phía trong của cái căn hộ nó ra làm sao. Ở ngoài thì quá đẹp rồi. Ở ngoài thì chọn nhìn cái con đường này ha. Mai mốt tưởng tượng mà nguyên một cái con đường này mà dãy cây hoa hồng mà mọc lên thì tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn hả chị? Em chị hỏi là chừng nào mở bán? Hình như đang bán rồi phải không? Dạ, hiện tại thì dự án của mình là đang bán. Thì hiện tại là bên em đang bán 3 lốc này. Ba lóc ở khu bên đây. Mà phải nói cho các bạn biết là tại sao Kỳ Duyên phải vào ngay bây giờ. Là tại vì nếu mà tại vì Duyên định mua là để đầu tư và để cho thuê, nói thật luôn, thì đây là cái lúc hay nhất để vào. Phải không? Là lúc mà vào thì tới hồi mà họ giao nhà đó thì là lúc đó là nhà nó đã lên giá rồi. Theo chị được biết có đúng không em? Chị canh dự án Hưng Thịnh lâu lắm rồi mà lần nào cũng chật hết. Quá đúng rồi. Vì là chị đợt này là chị đến đây là cũng là vừa để tham quan cũng muốn là để đầu tư cho mình. Đúng. Thật sự là như vậy, là tại vì bao giờ chị cũng hụt bao nhiêu cái dự án của Hưng Thịnh rồi. Vậy mình đi qua coi nhà mẫu rồi lát nói chuyện với các bạn muốn đi coi nhà mẫu không? Ok, giờ mình đi coi trước ha, rồi lát mình sẽ trở ra mình nói chuyện thêm. Em sao giờ mình thấy quay sao chị ngang qua chị thấy cái xe này là xe gì đây? Đây là một chiếc xe Mazda mà khi mà chúng ta mà chủ sở hữu của căn hộ này sẽ được bốc thăm nè, trúng thưởng là chủ của chiếc xe này luôn. Wow, cho một chiếc xe này mà chị thấy hai bên đậu hai chiếc lại nha. Dạ. Là sao là nguyên một cái dự án một chiếc hay là tại sao nó có tới hai chiếc lại? Dạ, cái này thì sẽ có chia ra từng đợt bốc thăm. Dạ, thì mỗi một đợt mở bán như vậy sẽ bốc thăm thì sẽ có một chủ sở hữu khi mà sở hữu căn nhà và sở hữu chiếc xe này luôn. Các bạn thấy chưa?
một chiếc xe nha. Chị cũng đang cần xe, về Việt Nam chưa có xe, chị mới đi xe gắn máy thôi. Ok, chị... bây giờ mình cho chị thì bao giờ cũng thích coi căng nhỏ trước rồi mình lên căng to. Tại vì cho coi căng to rồi mình xuống căng nhỏ mình buồn lắm thì em trước đi... trước khi mình xem cái đó thì mình phải xem cái này cái đi chị. Rồi. Tại vì cái vị trí mới là rất là quan trọng rồi, ở đây. Đúng rồi. Ok, rồi đây. Đây. Khi mà mình đứng ở đây là ngay cái vị trí là cái điểm màu vàng đúng không, là dự án Universe Complex. Lúc nãy là chị đi từ hướng thành phố Hồ Chí Minh mình vào đây thì là đang đi cái tuyến đường này lên là đường xa lộ Hà Nội. Mình mất tầm khoảng là có 40 phút là tới đây đúng không chị? Mà lúc đó là chị đi kẹt xe đó, là chị ngủ trên xe, bác Tài nói đi qua một khoảng kẹt xe, chứ nếu mà không kẹt xe thì chú Tài nói khoảng nửa tiếng thôi. Thì khi mà mình đến ngay đây cái ngã tư Liễu Xiển thì là cái dự án của mình nằm ở đây. Những tiện ích xung quanh ở đây rất là đa dạng luôn. Bây giờ là bến xe Hố Nai nè, trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng nè. Ngoài ra còn mình đi tầm khoảng 5 phút thôi là tới công viên 30 tháng 4 rồi. Mình đổ ngược trở về là bệnh viện Nhi Đồng 2 nè, và bệnh viện Đa Khoa nữa. Và đặc biệt đó là khu công nghiệp Amata. Mà lúc nãy chị nói với em là khi mà mình đầu tư ở cái giai đoạn này là có xin lời hay không thì rất là đúng cái thời điểm luôn, tại vì đây là thời điểm đầu tiên của mình. Điểm đầu tiên khi mà Hưng Thịnh vừa mở bán cái dự án này, mình chỉ thanh toán trước tầm khoảng 350 triệu thôi, rồi sau đó mình góp theo cái tiến độ. Công nghiệp Amata là nó lớn quá em ạ, là cái chỗ đó là tất cả những cái hãng là nó về đó đó em, là công nghiệp đó hay là cái gì vậy? Dạ, khu công nghiệp này thì nó là tập trung may mặc nè, và cái xưởng nè. Và diện tích ở đó là tầm khoảng 450 hectare lận. Và thu hút rất là nhiều các chuyên gia từ nước ngoài về. Nên là khi mà mình đầu tư ở đây là mình có thể là cho thuê. Dạ, cho thuê lại nè. Chắc chắn là những chuyên gia là họ thích thuê những căn hộ. Không bao giờ ai thích thuê nhà dưới đất đó. Chị biết mà, chị ở bên đó. Với lại tại vì ở đó mình quen với tất cả những cái tiện ích như ở đây. Mình muốn cái gì mình xuống chợ. Như là chị là massage, xuống đi tập thể thao rồi mình xuống mình massage rồi gội đầu làm móng tay, nó ở trong này hết, mình không phải đi ra ngoài. Dạ đúng rồi. Thật ra chị rất là thích. Cái này là lúc nãy em quên nói với chị điều đặc biệt ở đó là ở dưới đó sẽ có phòng gym nè, spa nè cho đúng mình rồi. Sau đó là mình sẽ có chỉ cần một bước chân thôi mình chạm ngàn tiện ích ở dưới đó luôn rồi. Không cần phải đi đâu xa. Không, cái đó em khỏi cần giới thiệu. Chị đã coi nhiều dự án của Hưng Thịnh rồi, thành ra tới đây. Wow, như vậy ở đây chị còn thấy còn đại học, trường đại học nè. Dạ đúng rồi. Bệnh viện quốc tế nữa nè. Dạ. Rồi cũng nhiều quá hả? Dạ. Sân vận động nè, Đại học Đồng Nai nè. Dạ. Nhiều lắm, chợ Tân Biên. Ok. Dạ. Lúc nãy chị thấy cái đường Kèn Hồng đúng không? Cái đường Kèn Hồng rất đẹp phải không? Là cái đường này sẽ nối dài thẳng ra. Khi mà qua đó rồi sẽ có một trục đường chính nối về đường Nguyễn Ái Quốc. Như vậy sẽ vào trung tâm của thành phố Biên Hòa. Không xa đâu. Chỉ tầm khoảng là 5 phút là đã tới rồi. Chung quanh đã thấy trường học, trường trung cấp đủ thứ hết ha. Quá tốt, Big C nè. Đặc biệt là sân bay Long Thành ha chị ha. Oh wow, từ đây tới sân bay Long Thành là bao xa em? Dạ tầm khoảng là 30 km. Thì tầm khoảng là mình đi cũng tầm khoảng tiếng giống như là khoảng 35 phút à. 35 phút giống như là ngắn hơn so với cái tuyến đường của mình từ thành phố lên đây. Mà sân bay này sẽ là sân bay quốc tế luôn hay là sân bay nội địa? Dạ, đây là sân bay quốc tế luôn chị. Và đang khởi công luôn chị. Wow. Dạ, sau này sẽ thuận tiện cho việc chị đi lại nè. Chị là chuyên môn, chị là hàng tháng bay về Cali. Chị cứ ở bên đó 3 tuần lại chị về đây mỗi tháng. Thành ra chị gần như sống ở sân bay rồi. Thành ra nếu mà có cái này thì tốt quá. Không, chị nhiều khi em suy nghĩ nha. Chị có dự định chị đầu tư á. Nhưng mà sau này nhiều khi đây lại ở luôn ở không? Luôn đúng không? có lý dạ em mời chị vô xem nhà mẫu nha. Bây giờ mình ở đây thì mình có 2 phòng với 3 phòng thôi, mình đi cái 2 phòng trước không cái nhỏ trước sang cái to đi. Tại vì cái này trước hả? Ok, theo ý mọi người là phòng lớn trước vậy. Nhưng mà phòng lớn trước rồi coi chừng sang phòng nhỏ lại giờ khỏi, các bạn muốn coi phòng lớn hay phòng nhỏ? Thôi giờ mình coi cái lớn trước ha. Ok rồi. Ở đây em giới thiệu sơ cho chị. Ở đây là căn phòng 3 phòng ngủ nha. Đây là vị trí của mình, là cái vị trí mình đi vô nè. Thì bên tay trái của mình sẽ phòng bếp nè. Ủa cái này là 104 mét luôn hả? 102 mét nữa. 102 mét. Wow, vậy lớn quá ha. Rồi trước tiên mình sẽ nhìn vô đó chính là phòng khách. Và bây giờ em mời chị vô trong rồi. Xem ha. Có phải bỏ giày ra không? Dạ, không. Cứ đi vô thẳng luôn chị. Wow. Dễ thương quá, đẹp quá. Thì em vô luôn đi. Dạ. Tôi mình chị à. Em tính cho chị là một mình trải nghiệm được cái không gian này như thế nào đó. Quá đẹp. Rồi chị thích là cái bếp ngay đây nè.
Và chị thích ở đây nó có luôn gọi là cái counter đó. Để mình muốn ăn sáng thì mình ăn ngay đây. Và tất cả những cái màu sắc đẹp quá em. Wow, bàn ăn. Dễ thương quá, nghe đây salon. Ngồi coi tivi. Chị rất thích, nó gọi là cái đường đi nó rất là hợp lý và nó làm cho cái căn nhà nhìn rất là to. Có nhiều chỗ chị vô chị thấy bên coi chừng thấy. Có nhiều chỗ chị vô chị thấy nó bị chật, nó làm cho cái căn nhà nó nhỏ hơn. Nhưng mà cái này rất là đẹp. Rất là thoáng mát và và rộng rãi đúng không chị? Đây cũng là một cái thiết kế của chủ đầu tư, một cách thiết kế thông minh và chú trọng vào cái không gian phòng khách của mình, trở nên vừa ấm cúng nào cái không gian như vậy, là có thể mình nhìn cái ấm cúng nào trong cái buổi sinh hoạt của gia đình đó chị. Và chị thích nhất là đây sẽ là cái cửa mà nhìn ra là cái ban công của mình, không? Dạ đúng rồi. Thật ra mình nhìn ra thấy nó đẹp, mà mở cái màn ra thấy cái phòng nó có nhiều ánh sáng vào. Và nó rất là thoáng ha. Trời, cái ban công mình cũng lớn quá em hả? Từ bên này qua tới bên này lận. Dạ, ban công của mình thì cao 1.6m, còn cái lô gia của mình, cái khoảng ngang á là 1.2m, nên là vừa cái tầm của mình đi ra nó rất là thoải mái, rộng rãi cho mình luôn á chị. Bây giờ em nói chị mới để ý cái này nó rất là cao so với những cái nhà thường. Em đã cao được, tại vì thường thường chị thấy là mấy cái nhà ở nó cao khoảng tới cái tủ này à. Cái này nó cao hơn. Vậy căn nào mình cũng cao, cái trần cao như vậy đó hả? Hay là đây là nhà mẫu mình mới được cái vậy thôi? Không, Hưng Thịnh được cái là khi mà thiết kế như thế nào, nhà mẫu như thế nào thì ra là nhà sẽ đúng chuẩn như vậy. Tại vì đảm bảo chất lượng mà. Đúng rồi. Các bạn thấy không, chỉ cần cái trần nó cao lên là tự nhiên mình thấy nó rất là thoáng. Và thấy cái không gian nó lớn. Cái đó là cái mà đặc biệt mà Duyên thấy khác những cái nơi khác mà chị đi. Khoan hỏi giá đã, phải coi xong rồi mới hỏi giá. Đây ra đây cho coi cái bếp nữa nè. Chị thấy cao như vậy là chị biết là khoảng bao nhiêu mét không? Trần cao như 3.3m, khi mà xuống là còn lại là 3m, là nên là mình nhìn thấy nó rất là cao. Rồi còn cho chị coi nữa nè. Bây giờ em phải giới thiệu cho chị biết là cái gì nó sẽ đến với cái nhà. Tại tất nhiên đây là nhà mẫu. Đến với cái nhà là khi giao nhà trong cái giá mua. Là ví dụ mình có tủ lạnh không, hay là có bếp hay có cái gì không, thì là cái gì mà nó sẽ đi với cái nhà. Dạ, thì bên chủ đầu tư là sẽ bàn giao cho mình là tủ này là tủ bếp trên, bếp dưới, với lại cái hai cái bồn này là mình được sở hữu luôn. Trời, cái này đẹp quá. Nhìn nó rất là chắc và nhìn là thấy mê, chị mê cái bồn này. Anh ấy có thể ra cho các nhà coi là Duyên rất thích cái bồn sắt này, nó bự nè. Được. Có bao nhiêu chén là được hết nè. Dạ. Vậy cái màu tủ này là cái màu mình cũng sẽ được luôn, hay là đây là một cái màu mình phải như trả thêm tiền mới được cái màu như vậy? Sẵn tiện chị hỏi đây thì em cũng giới thiệu chung cho chị cũng như là mọi người được biết luôn. Là cái khi mà nhà mẫu này á, là bên chủ đầu tư sẽ bàn giao nội thất cơ bản. Có nghĩa là thí dụ giống như gạch đi, là cái phòng khách nhà bên em là sẽ là gạch. Với lại là khi mà tủ bếp này thì bên em sẽ giao cái bồn này của Moloka, là một trong những cái thương hiệu cũng cao cấp, rất là cao cấp. Và bài cái đá này, đá Garinit. Rồi tủ thì tủ này vẫn học như của mình như thế này luôn. Màu này luôn hả? Trời, màu này đẹp, màu này rất là sang. Và không có dơ. Rồi còn cái bếp điện cũng Moloka luôn, bếp điện. Và tất cả những cái này là đều màu như vậy hết hả? Dạ đúng. Phải không? Dạ đúng rồi. Cái này khi mà tủ của mình á là sẽ có như thế này, giao cho mình ở trên như thế này luôn. Đẹp quá. Em ơi, em cho các bạn coi ở trong này nè, chị thấy đẹp quá. Tại vì thường thường nó có nhiều khi những nơi mình đến mình thấy cái tủ ở ngoài đẹp, nhưng mà ở trong nó rất là ọp ẹp. Đây các bạn coi nè. Wow, nhìn rất là sang, đẹp quá. Mà em biết một cái gì chị thích nữa không? Phải nói thật đó, Hưng Thịnh làm nhà gọi là rất là thông minh. Thường thường có những cái nhà Việt Nam chị tới đó, cái tủ nó cao lắm, người Việt Nam mình thì thấp, nhưng mà có nhiều cái tủ nó bắt đầu từ đây. Thành ra mình không có để tách lên được, chị phải mua thêm cái ghế đẩu để leo lên mới để tách. Còn cái này là chị thấy nó vừa tay một người đàn bà nội trợ như chị là vừa, rất là thông minh. Đây là được hai điểm là Duyên thích, trần nhà thì cao mà tủ nhà thì thấp. Thấp để vừa đủ.
Wow. À còn đây là ra cái chỗ mà em nói là có cái không gian mở đó hả? Dạ đúng rồi, cái này là cái không gian mở của mình. À thì, để mà cái cái mà thêm gió vào rồi ở ngoài này là mình để máy giặt, máy sấy. Dạ, giặt máy sấy. Cửa thì bên em là cửa nhôm với lại là kính là có cường lực. Nên là rất là an tâm khi mà mình còn sử dụng còn máy giặt máy sấy có đến với cái nhà không? À giờ máy giặt máy sấy hả? Tại chương trình bốc thăm chúng thử. Cái giờ là chị. Trời mấy cái học tủ này cũng đẹp quá nè. Học tủ này đẹp lắm nè chị. Dạ. Yeah. Wow. Đây sẽ có học nhìn tủ. Kéo là trời cái màu này đẹp quá, cái màu này các bạn biết không, nhìn nó rất gọi là classy, nó rất là cao cấp, high class, nó làm cho cái nhà nó sang và nó cũng đi với cái màu của cái cửa. Còn tủ lạnh. Tủ lạnh hả? Cái nào Duyên phải hỏi kỹ là hỏi luôn cho quý vị đó, tủ lạnh có đến với cái nhà không em? Tủ lạnh đó thì bên em chỉ là để trang trí cho cái phòng của mình nó sinh động hơn một xíu thôi. Đó là tủ lạnh là không có rồi, dứt khoát đi. Rồi bây giờ mình đi vô coi ở trong nhà ha, trong phòng ngủ ha. Dạ. Đẹp quá. Ở đây là không gian ba phòng ngủ, căn ba phòng ngủ đây là căn phòng ngủ đầu tiên là mình sẽ bước vô đây mình sẽ gặp cái căn phòng ngủ đầu tiên. Wow, đây thì có thể vừa là phòng ngủ, vừa có thể vừa làm phòng như là phòng làm việc. Dạ. Đẹp quá, có cái cửa sổ rất là lớn. Ở đây thì thiết kế phòng nào cũng sẽ có một cái cửa sổ để cái view mình nhìn ra ngoài. Đúng rồi. Thì chủ đầu tư nó là cái mảng xanh thì mình phải tận dụng hết mà cái mảng xanh. Mà cái cửa sổ rất là lớn. Ha, cái cửa sổ lớn chứ các bạn thấy cái phòng cái tường như vậy mà cái cửa sổ như vậy là nhiều ánh sáng sẽ vào. Còn màu tường với lại những cái này là mình design thêm thôi phải không? Phải tùy. Ok. Dạ, nhưng mà cái màu tường là nó sẽ là cái màu basic, màu màu xám xám. Dạ đúng rồi. Còn nếu sau này chị về chị muốn thiết kế hoặc là như thế nào á thì theo cái ý của mình riêng. Ok. Dạ. Ok. Ok, đây là cái nhà tắm đầu tiên. Dạ. Wow, vừa tắm mà vừa shower. Hả? Rất thích. Cái đèn này nó có đến với cái nhà không? Tại vì Duyên thích cái loại đèn tắm như vậy nè. Có chị, cái này là trong nhà tắm mình có cái gì là sẽ bàn giao đầy đủ như thế đó luôn. Wow. Dạ. Toilet nè, lavabo nè, kính nè và phòng tắm đứng nữa. Các bạn Duyên mê cái kính mà có đèn như vậy nè, tại vì cái kính này là cái kính làm make up trung thực nhất. Tại con gái có thể là con trai không thích, nhưng mà vô làm make up đây là cái kính Duyên rất thích, mà nó vừa có đèn này vừa có đèn trên này. Và thích một cái nữa đó là cái phòng tắm nó có cái từ kính phòng, đúng không? Nó ngăn lên một tí để khi mình tắm nước nó không có tràn ra ngoài. Đây là nó có cái bậc ngay đây nè, rất là đẹp. Cái màu gạch này cũng là y hệt vậy luôn hả em ạ? Dạ đúng rồi. Các bạn thấy là sẽ là cái màu gạch, cái màu này rất là mới. Cái màu này tiếng Anh nó gọi là màu stone đó. Mà mỗi lần mà Duyên làm nhà ở bên Mỹ là bao giờ Duyên cũng lựa cái màu này. Tại cái màu này nó sẽ đi với tất cả các màu. Thành ra hay lắm. Rồi, cái này thì mình chỉ cần một chạm thôi chị. Này, một chạm là đã tắt đèn rồi. Bây giờ mới nhìn tới cái nút này. Nó không phải bật tắt mà nó cũng smart hả? Cái nhà này như là smart home á. Dạ, smart home á chị. Một lát nữa phải nói về cái này hay đó ha. Wow. Này, chị bấm cái. Oh wow, nice. Này. Bây giờ mình xem phòng ngủ thứ hai đi chị. Ở phòng ngủ nhỏ thứ hai trước ha. Yeah. Wow. Dễ thương quá. Cái phòng này á thì cái không gian được hai cái cửa sổ luôn chị. Wow. Dạ. Thì mình nhìn đây qua một cái, qua đây một hướng là hai cái cửa sổ đều đặc biệt. Và cái sàn nhà cũng là gỗ này hay là sẽ ra sàn trắng hay là sàn này? Sàn này sẽ khác biệt ở so với ở ngoài phòng khách nha. Là ở trong phòng ngủ là toàn thể là sàn gỗ. Wow. Yeah. Hay quá. Thường thường những cái chỗ mà chị đi coi đó là nhà mẫu thì rất là đẹp, nhưng mà vô tới nơi thì họ nói ví dụ thay vì mình muốn cái sàn trắng, muốn sàn gỗ thì mình phải thêm tiền thì họ mới làm. Đẹp quá. Rồi cái tủ đồ mình. Cái tủ này thì về mình sẽ tự trang trí. Cái tủ này thì cũng mê quá, nhưng mà tất nhiên là nếu mà mình muốn trang trí như vậy thì ở đây cũng có người giúp phải không? Như là thiết kế hộ không? Tại vì cái tủ này đẹp quá. Dạ đúng rồi, bên em thì cũng sẽ có một cái đơn vị thiết kế. Nhưng mà sau này chị thích thiết kế giống như thế này thì liên hệ với bên em thì bên em sẽ có người tư vấn cho chị. Ôi chị mê cái tủ này quá. Tủ này rồi nó có nhìn xuống lấy ngăn đồ và nó ngăn nắp ha. Trên kia cũng là tủ phải không em? Dạ, trên kia cũng là cái tủ nhưng mà cái tủ kia là tủ học. Đúng rồi, tủ đẹp quá. Dễ thương ha. Dạ. Cái phòng này là bao nhiêu mét vuông em, phòng nhỏ này? Dạ, phòng nhỏ này tầm khoảng là 12 cho đến là 16 mét. Dạ, tại vì tùy theo cái diện tích của những cái căn hộ khác nhau. Dạ. Ok. Rồi bây giờ mình đi qua coi master ha. Dạ.
Phòng này thì được cái là mình sẽ có toilet ở trong đây luôn. Dạ. Dạ. Xinh quá. Chị mới thấy rõ tất cả các cái phòng này là nó có thể cái diện tích nó vừa nhưng mà mình có cảm tưởng là nó rất là cao vì trần cao mà có cái cửa sổ này nè. Dạ. Cái cửa sổ master nó đi hết nguyên cái vòng cái cửa sổ đẹp quá ha. Dạ. À, rồi có thêm cửa sổ bên này. Cái này thì cái cửa sổ phòng này đặc biệt là dành cho cái cửa sổ là nguyên cả ngang cái mảng tường cái của mình. Ngang, dạ, đúng rồi, rất là đẹp. Tường của mình luôn. Wow. Dạ. Vẫn là cái tủ của chị yêu thích. Dạ, chị cái tủ đồ này là chị rất là mê. Dạ. À, còn cái học này là nó tới với cái nhà hay là mình phải gắn riêng? À, cái này thì mình cũng phải gắn riêng chị. À, dạ. Okay. Tại vì nhiều người thì sẽ thích giống như chị thì chị thích đi. Dạ. Nhưng mà sẽ có những người khác người ta không thích. Không, nhưng mà chị rất thích cái design, design cái phòng này. Nó đầy đủ, nó nhỏ, nhưng mà nó đầy đủ, nó gọn gàng hết, không? Yeah. Và cái màn bên kia, cái cửa sổ bên kia quá đẹp. À, nhìn ra mình đứng ở trong này là mình thấy cả một cái sự thoải mái ha. Yeah. Mà như em đã cao rồi mà chị rất thích cái mà nó cao lên như vậy nè. Yeah. Đẹp quá. Wow. Rồi trong phòng, ở đây có cái phòng. Cái phòng này thì cũng giống như là cái phòng tắm bên kia. Đầy đủ phòng tắm. Ok. Đẹp. Em ơi, em phải cho chị thấy cái cửa sổ bên này nè, cho người ta thấy cái cửa sổ quá đẹp đây nè. Nguyên một cái này là cái cửa sổ lớn ha. Thành ra nội mở cửa sổ ra mát rồi mình có cửa sổ kia. Rồi thông gió, nhất là mình ở trên mà tầng mà 20 mấy lên thì gió thổi lồng lộng ha. Dạ. Sẽ rất là mát, nhiều khi không cần bật máy điều hòa nữa. Đẹp quá. Nice. Rồi. À, em nói là em còn nói cho chị biết là cái smart home là cái này làm sao đâu. Dạ. Em mời chị ra ngoài đó. Okay. Ra ngoài phía ra trước ngoài. Cánh cửa. Em còn đèn thì sao? Dạ. Mấy cái đèn này thì sao? Dạ. Mấy cái đèn này thì có đến với căn hộ không? Dạ, đèn này thì tùy theo cái setup của mọi người. À, nhưng mà bên em sẽ có một cái smart home là trên một cái hệ thống. À. Thì khi mà mình cài cái hệ thống đó về thì mình sẽ điều chỉnh được cái đèn của mình ở trong nhà. Và bây giờ mình qua đèn mình qua. Có thể nào mình tắt bớt cái tiếng ở trong này để mà mình nghe em nói rõ. Ok rồi, sao cái đèn này sao? Oh wow. Đây là cái hệ thống của smart home của bên mình đây. Thì khi mà trên đây mình sẽ có thể điều khiển được tất cả đèn trên đây nè. Tia đèn nè, với lại là máy lạnh nè. Hoặc là mình có set up một cái kịch bản của mình á, khi mà mình đi ra ngoài mình có thể tắt. Vì không biết là chị á, thông thường là bây giờ là ví dụ có công việc nhiều á thì chị đi ra ngoài chị có hay bị quên tắt đèn không? Có một cái sợ nhất, cái tắt đèn không sợ nhất bằng cái tắt bếp hay những cái gì đó, đúng rồi. Dạ. Đèn bếp này nọ thôi. Dạ, nên bây giờ thì có cái công nghệ mới, công nghệ 4.0 tiên phong này á, thì mình an tâm đi. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ mình đang ở phòng khách đi đúng không, mình muốn tắt một cái đèn của mình, đèn trần đi, thì mình chỉ cần bấm vô đây một cái đó, là đã tắt rồi. Ok, rồi bây giờ chị thử bấm tắt đèn rèm đi. Đèn rèm. Dạ. Hay quá ha. Dạ. Wow, yeah. Ok. Phòng khách, yeah. Tường bằng ăn, phòng khách, ban công. À, là tất cả đây là đèn. Dạ, tất cả là setup lên đó. Còn nếu như mà máy lạnh đó thì thí dụ giống như là mình có thể điều khiển máy nhiệt lạnh độ. Cũng là tắt luôn. Dạ, wow. Mình điều khiển nhiệt độ ở trên cái app điện thoại này luôn. Hay quá, hay quá. Còn một điều đặc biệt nữa nè, thí dụ mình muốn đi ra khỏi nhà đúng không? Uh-huh. Mình về nhà hay là mình về nhà thì mình chỉ cần bấm cái nút này. Là tất cả đèn nó sẽ sáng lên hết. Ok. Dạ, sẽ có sẵn. Còn nếu như mà mình rời nhà đi, đi ra khác bấm thì tất cả tắt hết. Ví dụ ở trong này mình muốn để hệ thống ví dụ alarm hay là máy để nhìn camera thì sao em? Là ví dụ mình thì trong nhà mình muốn để camera để mà gọi là ai vô nhà mình thấy này nọ, mình bật tắt đó thì nó có lên trên này hay lên cái phone mình được không? Có gắn vô đây được không? Cái này tất nhiên là khi mà mình tích hợp vô thì nó sẽ gắn cho mình được hết luôn. Là bên map là mình tích hợp cũng giống như đèn thôi. Thì đèn đã tích hợp vô đây được. Về cái vấn đề đó thì cái camera thì mình vẫn có thể xem trên smart home của mình vẫn được. Camera, ok. Hay là ví dụ hệ thống security ai vô nó chớp gì là nó báo mình hết trên này được hả? Dạ, đúng rồi. Oh wow. Dạ. Và cái điều thứ hai nữa mà lúc nãy mà chị nói về cái an ninh á, thì em chia sẻ thêm chị về cái này. Thì lúc nãy thì bên em này có một cái khóa là khóa cơ, với lại là khóa mật khẩu khi mà mình đứng đây. Mật khẩu vào với lại cái khóa tự trên đây. Là mình mật khẩu lên đây. Trời, nên là đảm bảo an ninh cho chị luôn. Là mình không có cần mang theo cái hay quá. Thì chị biết là một cái khóa này cũng rất là mắc. Hồi chị mới về trong cái nhà mà chị ra hồi trước á, chị phải mua và gắn riêng và mua nội cái này thôi là cũng mấy trăm đồng rồi. Thành ra có cái này ở trong cái nhà này là rất là tốt.
Wow, và thì tất cả căn nhà là tới với cái máy này và cái ổ khóa và cái này phải không? Dạ, cái này là vẫn có, là nói chung là hôm nay là cái mình cái phần mềm Smart Home này là mình sẽ có tiện ích, mình chỉ cần cài về thôi là mình sử dụng thôi. Dạ. Ok, giờ mình đi coi cái vậy cái này là 104. Thôi bây giờ mình nói giá luôn không để cho các bạn biết thử không hay là mình đi xem đi các bạn muốn coi thêm giá phải tiếp tục coi nữa mới biết giá nha. Dạ qua đây. Ok, căn 2 phòng. Dạ em mời chị. Cái căn 2 phòng cũng dễ thương quá hả? Dạ, căn này tuy là cái diện tích nó sẽ không giống như bên kia nhưng mà mình nhìn vô á ấm áp hay vậy ha. Có một cái căn 2 phòng là nó diện tích là nó bao nhiêu em? Diện tích là 104. Cái căn lúc nãy bên là 104, còn căn này? Căn này là 73. Có 73 nhưng mà phải thật sự nói đó, cái chỗ này đi vào thì chị cảm thấy là cái phòng khách và phòng ăn nó bự giống bên kia. Dạ. Thiết kế hay thật, tại vì trần nó cao và cái khoảng dài từ đây tới đây. Dạ. Nó mình còn cảm thấy là nó rộng hơn bên kia, tại bên kia vô nó bị trắng một cái ngang cái bếp. Mà bên kia là có một cái không gian dành cho bếp. Còn cái này nó 70 mấy mà nhìn nó rất là rộng em hả? Dạ. Ồ, cái bếp nghe đây, dễ thương này các bạn, cái bếp này nó vừa xinh mà nó có đầy đủ hết, không công nhận. Cái design rất là hay ha. Nó cũng đầy đủ hết đây nè. Ví dụ mà mình sống mà một người hay là hai người thì mình chỉ cần cái bếp đây thôi. Cũng đây nấu rồi đây xắt thịt rửa chén ha. Đây thì cũng giống cái không gian bếp như thế này. Đẹp quá. Mà ngay cả cái phòng nhỏ nó cũng có cái không gian cái cửa này em ha. Dạ. Đây là cái cửa mà để mà có cái gió lùa thổi từ đây vô nè. Thành ra mình có thể mở cửa ngay đây là nó có cái cửa sổ rồi nó đấy với balcony. Dạ. Nhưng mà ở cái được cái là thông thoáng hơn, ví dụ cái bếp của mình ngay đây đúng không? Thì mình nấu mình ra đây. Dạ. mình có thể mở cửa ra đây luôn. Thịt kho hay cái gì rất là hay, không đẹp. Không, chị phải công nhận cái thiết kế rất là thông minh. Tại vì càng những cái nơi nhỏ nó càng khó. Mà cái đặc biệt ở đây là nó nhỏ nhưng vì cái trần nó cao. Dạ đúng. Thành ra mình cảm thấy nó rất là cao và cái màu nó hợp lý. Đẹp cái này quá. Ở đây là màu rất là tinh tế và sang trọng đúng không? Đúng rồi, sang. Chị thích là... Ủa, nhưng mà nó vẫn... Cái này là mình bỏ vô hay là nó có sẵn? Cái này là mình thiết kế cũng giống như là... Tại vì lúc nãy chị nói là cái không gian của phòng khách đó, nó rộng á. Nên mình làm giống như một cái quầy bar nhỏ vậy đó. Dễ thương quá, trời ơi, để sẵn cái này ha. Trời ơi, buổi chiều mà ngồi uống rượu đây ha. Nhìn ra... Sao không để trên ly rượu thật kêu đó. Oh wow, rất là dễ thương. Và thật ra cái này chị nghĩ là thiết kế là không có bao nhiêu tiền. Để mình làm thêm một cái quầy này. Và đây cũng là một cái chỗ mà mình có thể ngồi mình làm laptop để mình làm việc ngay đây. Chẳng hạn như hôm nay em với chị nè ngồi đây là tâm sự nhìn view ra ngoài. Đúng rồi, không, cái ý tưởng rất hay. Và tất nhiên mình mua cái nhà này nếu mình cần có người tư vấn để design thêm thì công ty mình cũng có người phải không? Dạ, bên, rất là dễ thương. Bên em thì có một cái đội ngũ mà chuyên viên về chăm sóc khách hàng cũng như là bán hàng rất là nhiều luôn. Thành ra tầm khoảng tới 1,000 mấy người là ok. Đó, nếu mà các bạn mà thấy thích cái như Duyên và Duyên ở căn nhà 70m là mê cái design này rồi đó. Tại vì nó rất là lớn và một căn nhà nhỏ như vậy mà mình cũng có cái quầy bar, quầy rượu. Duyên rất thích cái chỗ này nè. Đổi hình con ngựa, bỏ hình chị vô thôi được rồi. Và như vậy đó thì cái không gian mở như vậy, ví dụ mời bạn, cái chỗ này mà chị mời bạn tới ăn uống chắc cũng phải được 10 mấy 20 người đó. Nhìn nó nhỏ như vậy nhưng mà 10 mấy 20 người mình có thể ăn. Tại vì ở đây mình để cái bàn nhỏ nhưng mà mình có thể để cái bàn vuông. Yeah. Để ngồi được 6 người không? Yeah. 6 người rồi thêm vào một người ăn uống góc đó, một nhóm uống rượu ở đây, một nhóm ngồi đây ăn là nguyên một cái party. Mình có thể là đàn hát ở trong này là rất là rộng. Đợt sau mà thí dụ chị mà có mời bạn bè nhớ cho em vé, em vô ngồi ngay lúc đó rồi em sẽ ngồi đây uống rượu với chị. Quá dễ thương. Chị nhìn cái thiết kế cái trần này chị cũng rất thích nè. Dạ. Nhà mình nó có đến với những cái trần gọi là nó, chị không biết tiếng Việt mà tiếng Mỹ nó gọi là drop ceiling. Dạ. Nó xuống một tí, nó làm một cái điểm nhấn trên cái trần rất là đẹp. Dạ đúng rồi. Thông thường thì mỗi một cái diện tích á, cái căn hộ cho nó thì mình sẽ làm một cái giống như một cái mảng thạch cao trên đây nè, rồi săn ngăn ra dưới và lồng đèn ở trong đó. Thì nên là chiếu đèn ra cảm thấy cái không gian của mình ở trên nó sẽ sâu hơn một xíu nữa. Đúng rồi. Dạ. Thì ví dụ như buổi tối đó mà mình tắt hết những cái đèn lớn thì những cái đèn nhỏ mình để trên này nó cũng rất là tình nữa ha. Tạo ra một cái không gian cũng, nếu mà có người yêu thì đó lãng mạn hay vậy. Thì chắc
chắc phải có người, hay là vô đây rồi mới có người yêu. Rồi giờ mình coi cái phòng ngủ này ha. À, okay. Wow, cái này rất là dễ thương ha. Dạ. Dạ, một cái phòng nhỏ cũng đúng là để cái giường này là vừa y bon luôn đó. Ví dụ mà con gái kỳ duyên về thì con gái có thể nằm phòng này. Chị thiết kế rất dễ thương. Các bạn phải coi cái thiết kế này. Phòng này là một cái phòng con nít rất là cute, màu xanh. Bởi vậy Duyên mới nói là cái màu gỗ này nè, nó đi với các thứ màu. Màu xanh cũng được, màu cam cũng được. Và cái nhà và cái basic khi mình cái giao nhà nó rất là đẹp. Dạ, bây giờ mình đi ra đây. Không gian một chiếc xe rất là đẹp, mình ra đây mình... Coi nút cái phòng này cho. Coi nút phòng đó luôn hả? Coi nút cái phòng master chứ. Dạ. Wow. Ô, cái này cái thiết kế cái phòng bồn tắm mà ngay. Ô, wow. Dạ. Cái phòng master ở đây nó còn có nguyên một cái chỗ này là cái bàn phấn nữa nè. Dễ thương quá. À, cái bàn này rất là phù hợp cho chị nha. Chị rất thích. Bàn phấn có đèn. Dạ. Rồi có ở trong này... cái phòng tắm này lại còn rộng ha. Cái phòng tắm này rất rộng nha. Phòng tắm này rộng và cái phòng ngủ này cũng dễ thương quá. Bên cạnh phòng ngủ cũng có... lý tưởng quá. Phòng ngủ là có cửa sổ lớn nè. Đẹp quá. Dạ. Rất thích cái chỗ này. Rồi bây giờ ra coi xe hả? Dạ. Có một con bướm bướm đang thích không gian đây luôn. Đậu sẵn rồi hả? Con bướm xinh. Wow, dạ. Nice. Rồi. Giá khoan dạ. Đã để Kỳ Duyên mua trước, Kỳ Duyên đầu tư rồi Kỳ Duyên sẽ bán lại cho các bạn để mua trước cái đợt này rồi vậy. Dạ. Nãy giờ mà khi mà chị xem qua từ căn cái sa bàn nè, căn 2 phòng ngủ nè và căn 3 phòng ngủ thì chị cảm thấy như thế nào về dự án này? Quá thích, nhưng mà đúng cái cuối cùng là còn giá cả đã. Giá cả nhưng mà đó. chị rất thích, phải thật sự nói là chị không ngờ là lại ở Biên Hòa là có một cái dự án như vậy. Tại vì đây là cái dự án đầu tiên ở Biên Hòa, phải không em? Dạ. Đây là một cái dự án mà tiên phong của chủ đầu tư dành cho những cư dân ở đây để có một cái cuộc sống văn minh và hiện đại hơn. Chỉ cần một bước chân thôi là có thể chạm ngàn tiện ích. Vì từ trước tới nay thì ở Biên Hòa thì chưa có những dự án nào với những cái tiện ích rất nhiều như thế này. Đúng rồi. Đó, dạ. Thì em hỏi chị câu này nha. Okay. Dạ. Bây giờ thì chị đi xem qua rồi, như những căn phòng như vậy chị thấy là với những tiện ích ngoại khu này, tiện ích nội khu chỉnh chu như vậy thì chị cảm thấy là cái giá căn hộ ở đây là bao nhiêu? Thật sự chị không biết, nhưng chị mới tới nhà một người bạn chị ở trong Sài Gòn, một cái chỗ phải gọi là cũ đến nỗi mà nó xây cái thời nào mà cái dây điện nó còn ở ngoài đó. Ví dụ như là cái máy lạnh thì cái dây điện nó sẽ trong tường nó chui ra máy lạnh. Nghĩa là chị nhìn thì nó rất là rơ giấy, nó rất là mà một cái chút xíu 50 m2, nhưng mà ở đó là nó ở ngay trung tâm, phải nói là 50 m2 mà không có một cái gì, nhà nó dơ mà mình nhìn mình phải tưởng là tới mấy chục năm rồi. Thì họ đang đòi, chủ nhà đang đòi là 3 tỷ. Mà không có một cái gì luôn đó. Còn chị không biết là ở đây thì là em... Quý vị coi giá nha. Em nói đi dù chỉ một lời. Làm tan nát lòng nhau. Không, đừng làm tan nát, làm cho người ta... Chị phải giữ tinh thần nha. Giờ bây giờ mình nói phòng 3 phòng trước đi. Thôi mình nói căn okay, nhỏ trước đi. Ok, 2 phòng trước, ok. Căn nhỏ, căn phòng nhỏ 74 m2. Chỉ có 2 tỷ 3. 2 tỷ 3 mà tới với tất cả những cái đó rồi em. Mà cái phòng thứ hai còn có cái smart home giống phòng thứ ba không em? Có chứ, tất cả những căn phòng đều sẽ có cái công nghệ smart home cũng như là tất cả tiên phong, là nói chung đây là một dự án tiên phong của thành phố Biên Hòa. Chị đang tính tiền Mỹ 2 tỷ 3 là khoảng 100.000 Mỹ, khoảng 100.000 đô. Vậy thì quá rẻ. Quá rẻ. Oh my god. Thôi chị chỉ nói Việt Nam thôi, chị đừng có so với bên Mỹ. Nhưng mà cái đó quá rẻ. Còn cái nhà 3 phòng? Dạ, 3 phòng giá hiện tại bây giờ là mở bán trong giai đoạn này nha chị. Nếu mà những giai đoạn sau á thì có thể tăng lên từ 5 hoặc 10% gì đó. Nhưng mà hiện tại đang trong giai đoạn này là giá tầm khoảng 2 tỷ 7. Ôi, không đâu có bao nhiêu đâu. Dạ. 2 tỷ 3, 2 tỷ 7. Và hôm nếu mà chị ấy chắc chị làm cái 2 tỷ 7 2 tỷ 7 đúng không? Nó đâu có khác biệt bao nhiêu. Dạ, nhưng mà được cái diện tích nó rộng hơn nha. Dạ. Nhưng mà chưa đâu, em chia sẻ cho chị thêm một cái vấn đề này nữa là chủ đầu tư còn ưu đãi dành cho khách hàng nữa. Rồi. Có nghĩa là khi mà mình mua sở hữu căn hộ này á, mình là khách hàng mới sẽ được chiết khấu 1% nè. Ngoài ra là khi mà cư dân ở thành phố Biên Hòa nè, sống và làm việc ở đây sẽ được chiết khấu thêm 2% nữa.
Wow. Là tổng là 3%. Tính ra thì căn hộ 2 phòng ngủ là tầm khoảng 2 tỷ 3 đúng không? Dạ. Nhưng mà mình chiết khấu rồi dạ. xong chỉ còn tầm khoảng 2 tỷ 2 thôi. Wow. Dạ. Và cư dân ở Biên Hòa lại còn được thêm giá nữa. Ồ các bạn ơi, cái này các bạn nếu mà ở Biên Hòa dạ. các bạn làm ơn mua ngay để đầu tư tại vì được chiết khấu nhiều quá. Dạ. Và còn cái chiếc xe, rồi em nói lại lần nãy đấy, em nói là tới giai đoạn nào thì mình mới được rút thăm một chiếc xe? Cái giai đoạn này á, giai đoạn rút thăm chiếc xe á, là mỗi một đợt mở bán thì khi mà mỗi đợt bán sẽ có một cái chương trình bốc thăm trúng được một chiếc xe Mazda này. Nhưng mà cái thông tin chi tiết là sẽ có chiếc Mazda này, nhưng mà thông tin chi tiết là sẽ chủ đầu tư sẽ đưa ra sau. Nhưng mà bây giờ hiện giờ là mình giai đoạn đầu là mình đang bán em chỉ cho chị hiểu giai đoạn này là mình đang bán lúc nào trong này trong tất cả những cái này. Hiện tại là em bên đây là đang bán lốc Liver với lại là Dynamic là bên đây với lại là lốc kế bên đây là ba lốc về phía trong trước. Dạ ba lốc phía trong trước. Okay. Dạ. Thật ra ở cái phía trong đó nó có một cái lợi hơn là nó không có bị cái ồn ào. Dạ. Mặc dù là em nói là nhà này là nhà với tường với cửa sổ lúc nào cũng cách âm phải không? Dạ. Thành ra nhưng mà cái phía trong nó cũng có cái hay của nó. Dạ. Dạ. Phía trong thì mình phía trong thì mình cái không gian này khi mình nhìn vào trong thì nó thoáng mát hơn. Dạ. Dạ. Ở bên ngoài thì nó cũng sẽ có những cái ưu tiên của nó như là mình sẽ nhìn ra được cái thoáng view bên ngoài và lại là ở bên đó sẽ tập trung được nhiều cái khuôn viên cây xanh hơn. Nói chung là mỗi một cái vị trí sẽ có một cái tiện ích đặc trưng cho của nó. Đúng rồi. Chị rất thích cái mà như em nói đó. Tự em biết không, chị về Việt Nam chị có nhà chứ, chị có nhà đất ở Thủ Đức. Một con nhà khá lớn mà chị không ở. Chị vẫn thích, bao giờ cũng thích ở trong căn hộ hơn là tại vì thứ nhất an toàn nè. Thứ nhì là mình đi đâu mình chỉ có gọi là xuống là mình có đủ hết, từ chợ tới chở con nít đi học, mua đồ, shopping, spa, thể thao, làm đầu làm móng, gọi là đi xuống hết một rọc cái là đi lên đi ngủ, là chị rất thích. Em biết là một cái vấn đề mà chị có thể là rất là quan tâm hiện nay là mọi người khi mà xây căn hộ thì không biết là sẽ xây tới đâu và ví dụ dự án khi nào là giao nhà. Dự án này thì khi mà mình thanh toán được này trong vòng 3 năm á thì mình sẽ là bàn giao nhà. Nhưng mà mọi người cũng đang sẽ thắc mắc á, là thí dụ giống như là dự án của mình á là cái tiến độ nó như thế nào rồi. Thôi thì bây giờ em mời chị ra ngoài cũng như giống như là mọi người ở đây cùng xem là cái móng của chúng ta đã làm tới đâu rồi. Không, nhưng mà cho chị biết giờ em nói ví dụ bây giờ vô một căn này mình chỉ đặt cọc mà 10% hay bao nhiêu phần trăm á? Lúc này em nói đặt cọc chị đang nghĩ con số. Cái vấn đề thanh toán giá là để mình đầu tư đúng không? Đúng rồi là bao nhiêu? Dạ, hiện tại nếu như mà mình đầu tư á, thì bây giờ mình để sở hữu căn hộ đây á, thì mình chỉ thanh toán trước là 15%. Sau đó là 45 ngày sau mình thanh toán là 3%. Có nghĩa ví dụ như căn hộ tầm khoảng 2 tỷ 2 khi mà mình chiết khấu xong á thì mình thanh toán đợt đầu chỉ là 350 triệu là mình đã sở hữu được cái căn hộ này rồi. Dạ. Rồi sau đó 45 ngày thì mình cứ trả 3%. 345 triệu thì cũng rẻ quá em hả? Dạ. Ra đâu có bao nhiêu? Dạ nên là cái phương thức thanh toán này cũng là phù hợp với rất là nhiều là người. Nó từ từ mình không phải trả nguyên một đống ngay từ lúc Dạ nên là thí dụ cái này mình mua so với mình mua nhà phố á thì nó sẽ tiện hơn. Nên nhà phố thì phải đóng hết cùng một lúc phải không? Dạ. Hay quá. Dạ. Rồi đâu bây giờ mình ra mình coi mình coi cái chỗ coi xây tới đâu. Dạ mình coi ngay cái tiến độ mình xây dựng của bên nhà. Ok. Rồi. Đi ngõ nào? Ok. Đi ngõ nào mình không, bây giờ mình trước tiên tại vì bây giờ cái thời gian này cũng hơi nắng quá đó. Okay, nên là bây giờ mình qua mình trao đổi về chiếc Mazda này đi. Wow. Dạ. Chiếc này mà ở Việt Nam là bán bao nhiêu tiền em? Tại vì chị biết là xe mà nhập về Việt Nam cái thuế nhập nó đắt gấp gần 3 lần như ở bên Mỹ này, chị không biết là. Dạ, chiếc này hiện tại bên đây thì có giá tầm khoảng là 700 cho đến là 1 tỷ. Dạ. Ồ, 700 tới 1 tỷ. Thành ra nếu mà mua căn nhà 2 tỷ 2 mà trúng được chiếc xe này còn có 1 tỷ 2 ạ. Dạ, đúng rồi. Có lý đó. Rất là có lý đúng không? Mà lúc nãy chị hỏi em về cái chương trình mà để là bốc thăm trúng thưởng á. Thì là sau mỗi một cái đợt mở bán á. Thì bên em sẽ là có bốc thăm. Và 7 lốc như vậy là sẽ có tới 7 chiếc xe lận. Chứ không phải là 2 chiếc đây đâu. 7 chiếc xe, ok. Dạ. Vậy là bây giờ là vậy gần như là mỗi một cái building là mình mỗi một cái block là sẽ có một chiếc xe. Dạ đúng rồi. Vậy thì cũng đâu có nhiều, tại vì trong mỗi một block là em nói khoảng bao nhiêu căn nhà? Mỗi một block là bao nhiêu căn hả chị? Bao nhiêu căn? Dạ tổng số là 7 block, mình ở đây là tầm khoảng là 2.000 căn.
Không, nhưng mà như vậy thì chứ em nói rằng mỗi một lốc là được một chiếc xe rồi chị đang muốn coi cái áp cái xác suất là bao nhiêu. Dù như trong một cái lốc đó là bao nhiêu căn nhà trong một một lốc thì tầm khoảng 600 căn. Ồ, vậy là mình là có 1 trong 6. Ví dụ một trong 6 để được cái xe này, một trong 600. Một trong 600 này được cái xe này là cũng có lý rồi. Dạ đúng rồi. Okay. Nhiều khi hôm nay chị đến xong cái chị đầu tư xong cái đến giờ bốc thăm trúng thưởng á, chị đến chị lái chiếc xe đi về. Có lý, lái xuống đậu dưới đường hầm luôn, tại vì em nói ở đây là có cái hầm để mình đậu xe. Không có phải đậu ở ngoài. Hầm có bảo vệ, có máy camera coi, rất là an toàn. Rất là tuyệt vời. Em cho chị hỏi sơ là chịu Hưng Thịnh, chị làm việc cho Hưng Thịnh rất lâu mà chị không biết là đây là cái dự án khoảng bao nhiêu dự án, là tại chị biết chị cứ đi khắp nơi, từ Sài Gòn, Cam Ranh đi đâu chị cũng thấy là Hưng Thịnh, mà chị không biết là, chị biết là công ty mình cũng khoảng có 18 năm, nhưng mà cho tới đây là em có các con số mình khoảng bao nhiêu cái dự án rồi không? Ví dụ cái này chị hỏi khó em quá. Tại vì Hưng Thịnh rất là nhiều dự án, đi tới đâu cũng là bóng dáng của Hưng Thịnh không là nếu mà em tính sơ là cũng hơn 100 dự án, và Hưng Thịnh đã là cái trong kinh nghiệm công nghệ đó, là tầm khoảng hơn 18 năm cho thấy là đặt cái thương hiệu uy tín của bất động sản mình. Không, chỉ hỏi như vậy tại vì cũng muốn giới thiệu cho các bạn là dự quý vị ở Biên Hòa, quý vị đây là cái dự án là căn hộ đầu tiên. Có thể các bạn không biết và không biết về Hưng Thịnh thì cũng muốn nói là công ty đã 18 năm và đây cũng gần cả 100 dự án rồi. Thành ra tất nhiên là mỗi một cái dự án mình sẽ thu thập tất cả những cái gì để làm tốt hơn, để mình biết khách hàng cái gì là khách hàng thích hơn, rồi mình càng những cái dự án sau thì nó phải càng có những cái tốt đẹp hơn. Không? Thành ra để cho các bạn yên tâm là công ty uy tín và đã có nhiều năm và đã có cả 100 cái dự án rồi, chứ không phải đây là cái đầu tiên. Và chị cũng nói là tại sao lại đặt cái tên là Universe, cái đó cũng lạ, Universe Complex. Cái này á, khi mà đọc cái này chị có nghĩ tới một cái biểu tượng gì không? Chị thấy là ai vô đây là cũng thành Miss Universe hết à? Giống như là một cái biểu tượng vương miện đúng không? Dạ đúng rồi. Thì em được biết là đây là giống như là một cái này là một cái biểu tượng để đặc trưng cho khi nơi tinh hoa hội tụ về đây. Là khi mà sống ở đây là giống như sống trên đỉnh phồn hoa ngay trái tim tại Biên Hòa. Và tất cả những cái gì mà mình thấy hay nhất ở trên Universe, trên thế gian này là mình mang về, mình hội tụ vào đây. Rất là thứ nhất là chúc mừng Hưng Thịnh và phải nói là chúc mừng luôn những người cư dân ở Biên Hòa, vì thứ nhất là quý vị được xuất là 2% là dành cho cư dân, dành cho cư dân ở đây. Và đây cũng là cái lần đầu tiên mà quý vị cư dân ở đây sẽ có một cái cuộc sống mà Kỳ Duyên bảo đảm là quý vị sẽ rất thích. Nếu quý vị hồi trước tới giờ chưa ở căn hộ, một khi ở rồi sẽ thích. Duyên ngay ở trong những căn hộ ở trong Sài Gòn, Duyên cũng thấy rất nhiều những người bạn trẻ nói là em mua cho bố mẹ em ở đây vì em cảm thấy là bố mẹ em ở đây an toàn hơn. Rồi những bố mẹ mới đầu đó thì không thích là cứ quen là ở nhà đất, nhưng khi ở căn hộ rồi đó thì bảo đảm ai cũng thích. Tại vì thứ nhất là nó yên tĩnh hơn. Ở nhà đất ngay bên cạnh, nhà bên cạnh mà mở karaoke nghĩa là to rồi, đường xá nó đông rồi, nó bụi bặm. Nếu mà mình ở những căn hộ mà trên cao hơn nữa, không khí thoáng mát nè, những buổi tối đi vòng vòng nó sạch sẽ, nó an toàn. Và rồi thường thường các cụ ở một hồi lại quen nhau. Tối lại thấy, cứ sáng lại chị dậy thường thường 5 giờ sáng là thấy tới mười mấy cụ đi vòng vòng. Một cái không gian nó rất là gia đình, nó rất là yên tĩnh. Và shop ship gì chắc chắn là nếu mà các bạn chưa ở rồi là sẽ không thích ở nhà đất nữa đâu. Như là Duyên nhất là ở trên đây nó sạch sẽ, mát mẻ. Và như là bao nhiêu người bạn của chị về, không có nghệ sĩ nào mà ở nhà đất hết á. Và toàn đi thuê căn hộ nơi đây cũng là một cái đầu tư rất là tốt. Như cũng như nãy giờ chị đã chia sẻ thì em có nhớ được, nhớ được một câu này. Thì đây chính là cái một cái nơi để an cư thật là đáng giá và đầu tư là đắt giá. Thì chị có cảm thấy cái câu nói của em nó có phù hợp với cái ý của chị không? Quá phù hợp, mà nhất là vào trong thời buổi này. Tại vì ai cũng biết là khi mà nhà nó chưa ra đó là cái lúc mà cái cơ hội mà nó tăng trưởng nhiều nhất. Đây, thôi cũng đâu biết đâu được quý vị ơi, nhiều khi Kỳ Duyên sẽ là hàng xóm láng giềng của các bạn đó. Để coi, cái này chưa hỏi mà tắt máy xong mới hỏi nha. Không phải cư dân Biên Hòa nhưng mà là
người mẫu khuôn mặt đại diện 8 năm của Hưng Thịnh thì có được thêm phần trăm nào không? Cái này em nghĩ chắc có chị ơi. Rồi bây giờ dạ. mình ra mình coi cái móng ở ngoài là bắt đầu đang xây rồi phải không hay là cái móng hiện tại là đang xây ở bên ngoài. Ok, dạ. Cho thực hiện mình đi coi thật nhanh một tí đi không sao đâu. Đây, cái phía sau đó là ngay là cái quy mô đất của mình là gần 3 hecta thì cả 7 lốc sẽ nằm ở ngoài đó. Dạ, đây nè. Vậy hiện giờ là mình đang bán là cái cleaver như em nói, cái block cleaver ở trên. Với lại cái nào nữa em? Đây, hiện tại là em đang bán là cleaver này với lại là modern. Dạ. Ôi, vậy cái cleaver như vậy nó nằm ngay bên cạnh cái hồ bơi. Dạ, đúng rồi. Ở trên nhìn xuống hồ bơi là cái view rất là đẹp ha. Với lại là lốc này thì cái đường giao giống như là cái đường hoa này. Em thấy chị cả hai cái block modern là cũng nằm bên cạnh hồ bơi. Và dạ đúng rồi. Ồ. Cái nhưng mà hồ bơi này thì nhỏ hơn, còn hồ bơi này là 500 mét. Dạ. Wow. Đặc biệt là cái con đường hoa này nếu như mà chị thích hoa thì chị nên sở hữu những cái căn hộ ngay này. Đó rất là đẹp, nhìn xuống rất là đẹp. Nhìn xuống là khi mà từ trên cao xuống nhìn xuống rất thì đẹp. Nếu mà mình ngay cái góc như là cleaver thì mình vừa có hồ bơi vừa có đường hoa. Không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi đó, cái khoảng khu đó đó. Dạ, là vừa có hồ bơi vừa có đường hoa. Dạ đúng rồi. Dạ. Đẹp quá. Dạ chị là chọn cái vị trí này nha, một lát nữa là ưu tiên căn này cho chị nha, lốc này cho chị nha. Vậy đây là đông tây nam bắc. Dạ đúng rồi. Thì nếu như mà cái hướng đường xa lộ Hà Nội là hướng đông nam, khi mà mặt tiền đó hướng đông nam, còn mặt tiền của bên của lốc dynamite này nè thì là hướng khi mà cái hướng nhìn về phía mà khu bên trong á là hướng tây bắc. Dạ. Chị hợp hướng tây. Đây chị hợp hướng tây. Bây giờ thì khi mà cái dự án bên này á là ở phía sau là đây là cả một cái quy mô phía sau đây. Wow. Bây giờ làm sao mà coi được hả? Mình bây được giờ thì, chắc bây giờ đâu có đi ra coi nhưng mà mình có thể. Bây giờ mất sóng không được ha. Sorry muốn đưa quý vị ra coi nhưng mà nếu mà đi ra xa quá thì mất sóng không có livestream được. Ok. Mình ơi, có ai có hỏi câu hỏi gì nữa không? Ok. Thôi thì rất là cảm ơn. Quý vị nhớ mà tới đây muốn nói chuyện ở đây thì tất cả người sales nào cũng rất là tốt và rất là am hiểu hết tường tận. Nhưng mà muốn một người rất là đẹp trai, tên dễ nhớ thì quý vị cứ gọi em nhớ. Có thể cho em đọc số điện thoại ở đây không chị? Rồi em đọc luôn số điện thoại đi. Dạ, xin chào các fan của chị Kỳ Duyên cũng như là khán giả đang xem livestream này. Nếu như mà quan tâm căn hộ quá ưng ý thì liên hệ với Lê nhớ nha. Số điện thoại là em quên mất số điện thoại em luôn rồi chị ơi. Đừng có đứng bên cạnh em, cứ thở từ từ, lấy hơi từ từ. Dạ, số điện thoại của em là 0785750087 và mọi người nhớ ủng hộ nha. Đó là nguyên chương trình không? Chị nói chị không cắn là chị không cắn mà. Rồi xin chào quý vị nha. Cảm ơn quý vị theo dõi và chúc quý vị có một bữa ăn trưa thật ngon nha. Bye bye. Dạ, xin chào.